để mà giật lên phụ nha các bạn. Cái động thì cũng rất bước đi rất nè nguyên rồi. Tiếp tục nha các bạn. Lên, lên. Ôi. Đó, biết đồ đông sinh kìa, đồ đông đất kìa. Đã mang không? Xe con quà nó là 4 chiếc, 3 chiếc có 1. Chiếc đầu không. Vũ mến chào các bạn. Xe của anh Sơn bây giờ đang bị dính lầy ở đây nha các bạn. Nên bây giờ đang đợi xe 820 của Nghĩa với 825 của Hòa vô để mà giật lên phụ nha các bạn. Cái này thì mắc lầy ngay đường đi ra. Vô trong đám chắc không sao các bạn, nhưng mà đi ra tới đây thì nó xuống bánh ở đây ha. Thì cái bữa nay á, bữa nay là anh Sơn đi 2 chuyến thì ở đây là nó chỉ có hơn nửa một thôi các bạn. Đi ra 1 chuyến xong rồi vô rồi chắc thêm 1 chuyến nữa các bạn. Đó, ai về tới đây thì nó dính ngay đường xe nha các bạn, dính ngay đường xe, dính ngay đường ra. Đường bây giờ vô mùa mưa các bạn, nên nó là những cái con đường như vậy đây thì là mình thấy cái cũng bình thường ha, nó xấu vậy đó. Thôi mình đi đứng đây còn té lên té xuống nè, đừng bò nhỏ xíu à. Xa xa ngoài kia còn mì, còn cần xé bỏ đây. Cái bánh nó xuống, cái bánh mọt thì xuống không có sâu nha các bạn, nhưng mà nó hình như nó đụng bọc đít đụng cái ụ với nó xuống bánh cái nè. Bây giờ cái này theo mình thấy là nó cũng hơi khó nha, hơi khó kéo. Cái là nếu mà thằng Nghĩa nó đi cái chiếc xe của nó mà có cái mọt vô á thì cũng rất là khó khăn luôn. Tại vì các bạn thấy cái đường ra nè, chỗ anh Tân đứng ra không, cái đường nó giống như y như cái ngã ba vậy. Cái ngay cua á, ôm ngay cua luôn á. Rồi thêm 1 chiếc quà vô nữa thì chắc nó dài lắm, tuốt ngoài kia luôn cái gịch. Cái này là nó đụng ấy rồi, nó đụng bọc của đít rồi nè. Bánh cái xuống chỗ này là bên đây xịn nó đùa nè, bánh cái bên đây gần nửa bánh ha, xịn nó đùa nhiều. Ở trong đây chắc bọc đít, chắc đụng 1 đít rồi, bọc đít chắc đụng các bạn ơi. Giờ qua mình xem cái phía bên đây nha các bạn. Ây da. Bước đi rất là khó khăn. Vô mùa rồi sẽ vệ sinh. Đó, bên đây thì nó còn cao hơn đấy các bạn. Bên đây thì nguyên cái ổ bột đít nó nằm dưới ha. Rồi bây giờ Nghĩa đang a dê vô các bạn ơi, Nghĩa đang dê vô ha. Đứng đây nó mới bị phức rồi, phức mấy cây chuối luôn. Hẹp quá, ở đây đường mương nè, đường mương nên là mình không qua anh kia được, không qua đường mương, đường xe đi á, mà không biết nó sâu cạn. Đó, về từ ngoài kia ra vô luôn, cũng là tài xế cũng phải cừ nha bạn, cho nó nằm ở trên á, khi mà giật á, nó không có cúp xe, nó không cúp xe. Đó, ok đó. Rồi giờ cột dây lại nha các bạn. Trước này cái mọt cũng mới đóng, giờ cũng mới tinh hay mới sơn lại nè, quá mới luôn. Mọt đó với mọt này hình như là cái màu muốn bằng nhau luôn, cái mới đóng luôn hả dừa, cái mới quá. Đừng đi đâu, không đừng đi, không đừng đi. Rồi, lên đây các bạn. Xe Nghĩa giật anh trước, giờ cái xe Nghĩa nó không bánh, không mưa được, nó không bám được. Giờ xe Nghĩa sao bây giờ mà cái bánh kia nó nằm trong cái bờ bên kia luôn á, vô đám mì bên kia luôn á, đá qua đám mì. Không có thế giật. Giờ bên một lên chắc có lẽ là xã đào một mớ gai sình, nó dướng cái ụ các bạn, dướng cái bọc đít đó, dướng cái lường, dướng nhiều quá nặng. Rồi bây giờ mở dây xích các bạn ơi, mở dây xích ve xe Nghĩa lại để sang của mì qua. Rồi, lấy đòn xuống. Cái đòn ha, khỏi đòn luôn. Khỏi đòn luôn. Rồi, giờ sang củ qua các bạn ơi. À, lấy đòn. Lấy đòn bên kia. Bữa nay là về là bỏ cơm luôn rồi. Đó, sang qua cũng được khoảng 2 tấn à. 2 tấn củ à. Chưa có 2 tấn không anh? Có 2 tấn à. Có 2 tấn không? Tính được dơ. Sang qua cũng được 2 tấn các bạn. 2 tấn như là còn bên xe bên kia khoảng 2 tấn rưỡi nữa. Vậy là khỏi xe kia luôn hết ta. Nếu dây giật dây sao nghĩa nó làm sao cho cái bánh nó làm kế sát sát bên kia á. Sao lên nổi. Chơi luôn hả? Chơi luôn các bạn ơi. Thử ngay ơi. Rồi lên đấy các bạn. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn. Cái sình này các bạn, sình bây giờ nó hít rồi, nó dẻo nó hít á, nắng lên là nắng lên nó dẻo nó hít cái lắm. Rồi thẳng dây. Rồi tiếp tục nha các bạn. Lên. Wow. Đó, biết đồ đông sinh kìa. Đồ đông đất kìa. Đã mang không? Hết biết rồi kìa. Cục sình kinh khủng không? Giờ dạ anh lên đó ngồi về gian quà ra ngoài. Thôi nó chơi cho để anh lại bộ qua. Rồi giờ xong các bạn ơi, giờ mình ra phía trước mình quay xe chạy ra rồi chạy ra nha. Chiếc này là chiếc 820 nè, cái một này mới đóng nữa các bạn, cái một này mới đóng 820 mà cái một này mới đóng rồi, chung với một lượt với xe của Nghĩa chạy luôn á. Các bạn thấy xe này đẹp không? 820 mm ha. Rồi để tìm hiểu nó sao đi. Rồi ba chiếc đang ra nha các bạn. Ba chiếc đang ra luôn nè. Xe của Hòa nó là 4 chiếc, 3 chiếc có 1 chiếc đầu không. chạy qua cái là ốc bươu vàng hả, nó tràn răng lên bờ luôn. Rồi lọt lên rồi, ba chiếc lên lậu rồi. Rồi khỏe nha các bạn. Thế anh em chất giả quá. Đó, mấy anh em giật chất giả nha, có này sung sướng nhất nè. Đó, chạy vô thôi. Sơn đang nhả cầu ra nên Hòa phải đậu ngay dốc đợi. Các bạn thấy không, nguyên dây luôn ha. Chơi không có lên bờ đi, đi dưới luôn vậy hả? Rồi giọt. Rồi mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Bye bye các bạn nha.